Quý thính giả thân mến, với khán giả yêu thích phim truyền hình, có lẽ nhiều người vẫn không quên tiếng hát Mai Tròn, Lê Ngọc Mai trong bộ phim truyền hình Đi Qua Bóng Tối. Ca khúc chủ đề của bộ phim Để Mãi Có Nhau đã đi vào lòng khán thính giả và dường như ở lại lâu hơn cho mãi đến bây giờ dù bộ phim đã được công chiếu khá lâu. Mai Tròn, người thể hiện ca khúc, đã chuyển đến Australia định cư cách đây 7 năm và hiện tại là một ca sĩ kiêm tổ chức các sự kiện văn hóa văn nghệ trong cộng đồng người Việt ở Melbourne. Trong chuyến trở về quê hương lần này, Mai Tròn chia sẻ với thính giả của VOV5 về con đường âm nhạc của cô. Trước khi cùng biên tập viên Bảo Trang trò chuyện với Mai Tròn, mời quý vị nghe lại tiếng hát của cô trong ca khúc Để Mãi Có Nhau. Vâng, chắc hẳn quý vị và các bạn đã nhận ra Mai Tròn, một giọng hát rất là đặc biệt và cũng đã gắn liền với ca khúc Để Mãi Có Nhau, ca khúc chủ đề của bộ phim Đi Qua Bóng Tối nổi tiếng một thời. Xin chào Mai Tròn. Xin
chào tất cả các bạn khán thính giả của VOV. Mai Tròn phải nói rằng là rất là vui và rất là vinh hạnh, bởi vì là sau mười mấy năm rồi thì ngày hôm nay thì lại được gặp gỡ với cả các bạn khán thính giả của mình. Hy vọng rằng là vẫn còn một số người vẫn còn nhớ đến tiếng hát của Mai. Rất là cảm ơn VOV. Chắc chắn là mọi người vẫn nhớ tiếng hát của Mai đấy, bởi vì là như bà Trang nghĩ thì Đi Qua Bóng Tối là một bộ phim truyền hình mà đã được phát sóng từ cách đây hơn 10 năm rồi. Có thể một số người sẽ không nhớ đến bộ phim nữa, nhưng mà Để Mãi Có Nhau với tiếng hát của Mai Tròn thì không dễ mấy người quên đâu. Thực sự là rất là nhớ, bởi vì là cũng quá là lâu rồi. Thì bây giờ thì Mai đang định cư ở Úc, ít khi mà có cơ hội mà tự dưng mình lại có thời gian để mình ngồi nghe lại những cái tác phẩm cũ. Nhưng mà đúng là bây giờ khi mà nghe lại chính cái tiếng hát của mình từ cách đây mười mấy năm thì rất là nhiều những cái kỷ niệm cũ ùa về, vì một cái thời tuổi trẻ, một cái thời đúng là hát với cái niềm đam mê thôi chứ không phải là theo nghề hay như nào cả, nhưng mà lại gắn với rất là nhiều những cái người bạn cũng như là những cái câu chuyện của cái thời tuổi trẻ. Thì bây giờ đang rất là nhiều những cái cảm xúc và rất là nhiều cái câu chuyện muốn chia sẻ cùng với cả mọi người. Hồi đó thì Mai Tròn không theo học nhạc đúng không? Thế nhưng mà trong cộng đồng yêu nhạc lúc đó, đặc biệt là giới trẻ ấy, thì cái tên Mai Tròn đã mang đến cho mọi người những cái tình cảm rất là tốt đẹp. Đó chắc hẳn là những kỷ niệm rất là đáng nhớ. Chắc chắn rồi, tại vì là thực ra thì ngày đấy thì cái hoạt động âm nhạc của Mai thì không phải là chuyên nghiệp. Mai cũng chưa bao giờ được học nhạc. Thế nhưng mà nó là gắn với một cái thời học sinh, sinh viên. Có thể là ngày của Mai ấy, thì YouTube, Facebook rồi tất cả những cái phương tiện truyền thông thì nó chưa phát triển. Thế nhưng mà lại là một cái may mắn khác, bởi vì là ngày đó thì tất cả mọi người thì sẽ sử dụng các cái forum. Thì ở trên forum thì nó giống như là một cái cộng đồng thu nhỏ, nơi mà tất cả các bạn học sinh, sinh viên ở khắp nơi trên đất nước thì vào những cái forum nổi tiếng thời bấy giờ để cùng trao đổi những cái niềm đam mê. Thì ngày đó nổi lên là có một số những cái forum về âm nhạc. Đấy là nơi mà Mai gặp gỡ những cái người anh, người chị mà trong cái giới âm nhạc thật sự, như là Minh Vương, như là Thùy Chi, như là Em For You. Thì đúng là nó là cái niềm đam mê, xong rồi là những cái duyên số, những cái bước ngoặt rất là kỳ lạ trong cái cuộc đời của mình mà chưa bao giờ mình nghĩ đến, để nó đưa Mai đến với âm nhạc. Ngay cả cái nhạc phim Để Mãi Có Nhau thì cũng rất là tình cờ, bởi vì là ngày đấy thì Mai đang đi thu âm cùng các bạn cấp 3 ở trong phòng thu 8X Studio của anh Minh Vương, thì lại gặp gỡ nhạc sĩ Tiến Minh. Thì nhạc sĩ Tiến Minh mới sáng tác ca khúc Để Mãi Có Nhau này và đang không có người hát demo, thì mới nhờ luôn một cô bé ở trong phòng thu đấy là Mai. Thì không hiểu vì sao mà đạo diễn của bộ phim Đi Qua Bóng Tối lại rất là thích cái bản thu demo đó của Mai. Và đến khi mà phim phát sóng thì lại không dùng bản của ca sĩ mà lại dùng ngay cái bản demo. Mà khi mà cái bộ phim phát sóng thì Mai nghe Mai cũng bất ngờ, hoàn toàn chưa được báo trước, mà thậm chí là tên ca sĩ còn bị đề sai, bởi vì lúc đó thì không ai biết đến Mai Tròn hay là Ngọc Mai cả, mà chỉ nhớ là cô bé ngày hôm đấy hát cái bài đó tên là Mai thôi. Thì đề bừa là Tuyết Mai, cho nên là trong cái bộ phim thì sau khi mà bộ phim phát sóng xong mới tìm được đến Mai. Thì khi mà cái nhạc phim phát hành ở trên mạng thì mới được đề chính tên của mình là tên là Mai Tròn. Quả thực rất là thú vị. Đây lần đầu tiên Bảo Trang biết được cái chuyện là tiếng hát của Ngọc Mai đã lên trên làn sóng truyền hình, được rất nhiều người yêu thích mà lại với một cái tên không phải là tên của Ngọc Mai, đúng không? Và cũng trong cái cuộc trò chuyện vừa rồi, Ngọc Mai nói đến Minh Vương. Trước khi tiếp tục trò chuyện với Ngọc Mai, Bảo Trang muốn mời quý vị chúng ta hãy cùng nghe một ca khúc Mai Tròn và Minh Vương cùng sáng tác và cùng hát. Đó là bài Cổ Tích Tình Yêu. Tình gió vi vu, thổi nhẹ qua những cành lục non, như tiếng hát của những thiên thần bé nhỏ, những thiên thần lấp lánh đẹp xinh của câu chuyện cổ tích ngày xưa. Câu chuyện về một nàng công chúa chìm trong giấc ngủ của khu rừng u tối, xa băng lạnh lẽo, chờ một ngày được đánh thức trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân, trong tiếng nhạc của thiên nhiên và trên nụ hôn ấm áp của chàng hoàng tử. Nàng công chúa ở ngày xưa nơi trái tim.
trong nắng ấm đang về dưới môi hồng, nhìn chiếc lá đơn cho xe rất nhẹ và mùa xuân đang khẽ cười nhẹ nắng cánh gió hòa theo tiếng hát hoa ngàn ánh nắng lại nhẹ mắt mi mềm nàng công chúa xưa chìm trong giấc ngủ cùng một trái tim lạnh Cổ tích tình yêu qua giọng ca của Mai Tròn và Minh Vương. Đây là một ca khúc mà Minh Vương viết nhạc, còn lời là của Mai Tròn. Ngọc Mai này hiện tại thì đang có mặt ở Hà Nội và cũng ít lâu nữa thôi thì Mai lại rời quê nhà để sang Australia, nơi em đang sống và làm việc. Trở về lần này ấy, chắc hẳn là để lại cho em rất nhiều cảm xúc. Đúng vậy, cái lần trở về này của Mai thì có rất là nhiều những cái ý nghĩa đối với Mai. Mọi người thì chỉ bị cách 2 năm Covid thôi, nhưng mà với Ngọc Mai thì là 4 năm rưỡi, gần 5 năm. Trước khi Covid thì Mai không về được, và đến lúc mà định về thì lại vướng Covid. Thực sự là cái cuộc sống ở nước ngoài thì Mai lại là một mình nữa. Thế cho nên là cái sự khắc khoải nhớ về quê hương, nó không chỉ là nhớ bạn bè, nhớ gia đình, nhớ người thân, nhớ cả những món ăn quê nhà, và thậm chí là cả những cái hình ảnh, những cái phố xá nơi mà mình vẫn đi qua. Mỗi lần mà muốn về nhưng mà không về được, hoặc là vào những cái ngày như là ngày sinh nhật này, rồi là những cái ngày kỷ niệm, thì tự dưng ở một mình thì lại khóc. Bởi vì đúng là trong cái tình trạng là muốn về mà không về được, thì chưa bao giờ bị đặt vào trong cái trạng thái như thế. Xa quê lâu như vậy thì mình mới cảm nhận được là cái khao khát và cái mong muốn về quê như nào. Thực sự là cảm ơn quê hương đã luôn mang cho mình những cái cảm xúc như thế, để mà khi mà xa quê hương rồi thì mới biết được rằng cái cảm giác trở về nó quý giá như thế nào. Không như là mơ, cuộc đời vẫn xoay vần, nước mắt ngược dòng, tình người ngang trái, ngang qua đời nhau để thấy lẻ loi. Người ra đi, kẻ ở lại, biết tin vào đâu. Những lúc thơ bé, cuộc đời vẫn tươi hồng, nước mắt xuôi dòng, tình người trong trắng. Đời nhau để thấy nhớ nhung, người ra đi đi mãi mãi biết tìm nơi đâu. Giọt nước mắt rơi lan trên khóe mi, nắng trong tim chợt tan giữa muôn ưu phiền. Đi tìm hạnh phúc nó như mơ hồ, theo gió thảo mây trôi, người đến bên đời ngàn nước mắt rơi, thắp lên tấm
tâm hồn tôi yêu thương buốt giá. Dễ những nỗi nhớ tìm về trong tim, hạnh phúc mãi luôn bên đời. Vừa nghe Mai Tròn hát Ngược Dòng Nước Mắt, bài hát rất được yêu thích trong bộ phim cùng tên. Bây giờ xin tiếp tục với con đường âm nhạc của Ngọc Mai. Trước đây thì sở trường của Mai là pop ballad. Vậy thì khi mà ra nước ngoài ấy, thì Mai có tiếp tục theo đuổi dòng nhạc mà đã gắn bó với mình, đã làm nên tên tuổi của Mai Tròn ở Việt Nam hay không? Khi mà ra đến nước ngoài ấy, để mà hoạt động âm nhạc nó có nhiều khó khăn, nhưng mà có lẽ nó lại là một cái cơ hội để mình tự dưng mình khám phá bản thân mình nhiều hơn. Thì ngày xưa cái thời mà Mai vừa mới đến Úc là cách đây 6-7 năm ấy, thì đa phần là mọi người nghe nhạc trữ tình. Nhưng mà bản thân Mai lại là một người mà muốn hát nhiều dòng nhạc. Mai nghĩ trong đầu như này, nếu mà mình muốn đưa cái nhạc trẻ đến với mọi người, đưa cái dòng nhạc của mình đến với mọi người, thì trước tiên mình phải chinh phục mọi người bằng cái dòng nhạc mà mọi người yêu thích đã. Thì Mai quyết tâm là Mai học hát nhạc trữ tình. Thì khi mà trong một cái show ca nhạc Mai hát những cái bài nhạc trữ tình trước, được mọi người ủng hộ, được mọi người yêu mến cái giọng hát của mình rồi, thì tự dưng khi mà mình đưa cái nhạc của mình vào, cái nhạc pop ballad, những cái nhạc trẻ vào, thì tự dưng là mọi người đã đón nhận cái tiếng hát của mình, thì mọi người lại đón nhận thêm cả những cái dòng nhạc của mình nữa. Thì Mai đã thành công trong việc là đưa gần cả nhạc trẻ của Việt Nam đến với cả người Việt ở Úc hơn. Rồi sau đó thì trước đây á, thì người trẻ ở bên Úc cũng rất là nhiều, nhưng mà sẽ ít có cái môi trường để người ta nghe những cái nhạc trẻ như thế, mà đa phần sẽ là nhạc trữ tình để cho mọi người khiêu vũ, thì có khi là người trẻ thì lại không hợp. Đấy, cho nên là ít đi nghe. Thế nhưng mà Mai thì lại đan xen vào, hát cả nhạc trữ tình, hát cả nhạc trẻ, rồi hát cả nhạc dance mới của Việt Nam nữa. Thì tự dưng là nhiều cái đối tượng có thể nghe được hơn. Mai thấy là bây giờ đời sống âm nhạc của người Việt ở Úc bây giờ đang rất là phong phú và đang là trong cái giai đoạn mà phát triển rất là cao luôn em. Chắc là Mai cũng sẽ có dự định là trở về và hát trên quê hương Việt Nam chứ? Đấy cũng là một cái mong muốn của Mai. Thì trong cái lần này thì chưa có thực hiện được. Thế nhưng mà một số người bạn của Mai như anh Minh Vương thì cũng rất là muốn là
trong cái thời gian tới, nếu mà Mai thu xếp được để về Việt Nam thì có thể được cùng nhau thu âm để cùng nhau có một cái tác phẩm âm nhạc nào đó tại tại quê nhà. Thì kiểu điều đấy thì cũng là một cái điều ấp ủ, mà có lẽ là bắt đầu từ bây giờ khi mà trở lại Úc thì Mai cũng sẽ lên kế hoạch để cho lần tới trở về thì sẽ có một cái tác phẩm âm nhạc. Và một cái điều mong muốn nữa đó là đưa những cái người bạn của mình ở Việt Nam sang Úc là một cái chương trình ca nhạc mang tính hồi ức. Mai nghĩ là các bạn sinh viên Việt Nam ở bên Úc thì sẽ đang rất là mong mỏi một cái chương trình như vậy. Tại vì bây giờ đa phần các cái chương trình ca nhạc thì đang phục vụ cho giới Việt Kiều ở bên đó thôi. Nhưng mà một cái chương trình mà những cái ca sĩ mà thời gọi là ca sĩ thời ký ức đấy ạ, để mà có một cái chương trình để sâu lắng ở bên đó thì chưa có. Thế cho nên là Mai cũng đang ấp ủ muốn có một cái chương trình như vậy tại Úc. Có thể là không nghĩ nhiều đến vấn đề kinh tế, mà là một cái chương trình hoài niệm cho những bạn trẻ ở bên đó, cái lứa tuổi như Mai muốn nghe lại cái âm nhạc của một thời tuổi trẻ. Vậy là những người Việt, những người xa quê đã có thể trông chờ vào một chương trình ca nhạc rất là thú vị trong tương lai. Xin chúc Ngọc Mai sẽ đạt được những cái dự định của em, và cũng rất là mong sẽ sớm được thưởng thức những cái tác phẩm âm nhạc mới của em cùng với bạn bè mà em vừa nói được hát trên quê hương Việt Nam. Thực sự thì ngày hôm nay phải rất là cảm ơn VOV, bởi vì cho Mai có một cái cơ hội để khi mà trò chuyện ấy thì sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện mà bình thường ra có thể là mình sẽ không nghĩ đến. Thế nhưng mà ngày hôm nay lại được mang ra để kể thì nó lại ùa về trong tâm trí. Thì thực sự là đây là một món quà rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa mà VOV dành tặng cho Ngọc Mai trong cái chuyến mà trở về quê nhà này. Thì Mai rất là mong rằng là qua cái chương trình này thì Mai lại được gặp gỡ lại với những người nghe nhạc của Mai từ rất là lâu rồi, có thể được gặp gỡ lại nhau trong cái những cái câu chuyện của Mai ngày hôm nay. Và cũng mong rằng là những cái ký ức, những cái hồi ức của Ngọc Mai về Hà Nội, về âm nhạc, về quê hương của mình ngày hôm nay cũng sẽ được kể cả những cái người đang sống xa quê hương tại Úc, tại Mỹ hoặc là bất kỳ nơi đâu cũng sẽ có cái sự đồng cảm, đồng điệu và cùng với con Ngọc Mai lắng nghe một cái ca khúc về Hà Nội, về quê hương, để cùng Ngọc Mai chia sẻ cái khoảnh khắc tuyệt vời khi mà Mai được trở về với quê nhà này. Chiều sương sao thành phố lắng nghe heo mây sang mùa, cùng cơn gió lũ chim bay về trên những ô cửa. Mùa đông sang tường không lá bay mênh mang lá rơi, phố nghiêng trôi những tháng năm vơi vơi. Hà Nội ơi, lặng im những đêm căm căm mưa phùn, trong màn sương tiếng giao mơ hồ trên nắng. Hà Nội
Giai điệu quê hương giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Mai Tròn đã kết thúc chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nội dung của chương trình được đăng và phát lại trên trang web vov5.vn phần tiếng Việt. Quý thính giả quan tâm có thể nghe lại tại địa chỉ này. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bảo Trang, Kim Lan và kỹ thuật viên Kim Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.